Thưa quý vị, dọc theo bờ sông chảy qua đoạn giáp ranh của ba tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Tuyên Quang, nhà cửa, ruộng vườn hay là hàng trăm cây bưởi sắp đến ngày thu hoạch của người dân, tất cả đều trôi xuống sông. Ngay cả những ngôi mộ cũng phải gấp rút chuyển đi trong đêm. Theo kết luận của thanh tra các tỉnh thì tình trạng này là do hoạt động xả lũ thủy điện. Tuy nhiên, theo người dân thì nguyên do chính là nằm ở đại công trường khai thác cát trái phép đã diễn ra nhiều năm nay. Dòng sông chảy qua tỉnh Tuyên Quang, mặc dù chưa cấp phép khai thác cho doanh nghiệp nào, nhưng tình trạng khai thác cát ở đây diễn ra khá rầm rộ. Những con tàu hút cát gần bờ đã vội vàng quay đi khi gặp ống kính của phóng viên. Lãnh đạo một công ty thừa nhận hoạt động khai thác cát sỏi đã diễn ra nhiều năm nay. Làm cái đường sông là đưa máy đưa ô tô xuống 3 giờ sáng, 2 giờ sáng nước cạn cạn quá là cùng nhau múc. Chắc là họ cũng đến kiểm tra rồi. Cũng nhiều đơn vị đến đấy. Tôi có hỏi nhưng mà bọn anh cũng trình bày rất cụ thể cho bác Tiên Tư Quang, người ta cũng bỏ ngơ ra phải làm. Còn tại xã Đông Khê, Đoan Hùng, Phú Thọ, cảng tập kết cát sỏi trái phép đang ngang nhiên xây dựng, lấn chiếm dòng sông, làm thay đổi dòng chảy. Nơi tôi đang đứng đây và cũng là nơi mà quý vị đang nhìn thấy thì gần như một nửa dòng sông đang bị săn lấp. Và ngay phía bên kia thì cũng rất nhiều diện tích đất hoa màu và vườn cam của người dân đã bị trôi xuống sông. Một đại công trường được huy động các loại máy móc hiện đại, hàng ngàn khối đất đá được thả xuống sông như thế này, nhưng chính quyền địa phương lại không hay biết và gặp lúng túng khi xử lý. Vừa mới ở đây cũng không phải là không, là chưa có chạy đất ở đâu về đây nhanh. Có lần bọn mình từ ở Đoan Hùng vào giữ một cái tàu kia, nhưng mà khi mà mang cái bản đồ, cái tọa độ của địa chính ra thì nó lại sang đất Yên Bái. Hai tỉnh có sự thống nhất là kể cả cấp phép đấy, cấp phép là ví dụ như là cho hoạt động là loại tàu nào, tại vì cái sông này nó nhỏ và thời gian khai thác. Ông Luân cũng khẳng định tình hình khai thác cát sỏi và lập các bến bãi trái phép trên dòng sông chảy đang có nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, do đây là dòng sông giáp ranh của ba tỉnh nên công tác phối hợp xử lý còn gặp nhiều khó khăn. Vì các huyện muốn phối hợp được thì phải thông qua sự chỉ đạo của các tỉnh, nên một cuộc chiến với nạn cát tặc quy mô vẫn chưa được tổ chức thực hiện.